lỗ trẻ ban chứ chúng ta lơ tu cầu cây kè kè Thôi đội mang biển số 4 Lâm Kiết đã thắng Phong Thích Thamay. Là trận số 3, Trung Thành 1 nằm ở bên trái đường đua và Trung Thống 2 nằm ở bên phải mang biển số 7. Cặp cuộc lượt thì bay tuộc Trung Thành 1 nâng tuộc Trung Thành 2. Người ta chứng phát bị xài pro thẻ kịp bi rồi mai thai người ta tu bị đặc biệt nước ai còn bật chiếc đàn ta tuộc nà miền tuyệt lượt tuộc nà. Vâng, chúng ta đã quan sát rõ Trung Thành 1 đã chiến thắng Trung Thống 2. Vâng, số 3 bò xa tu và tu Trung Thành muối ban chi được chồng đeo là tu Trung Thống 2. Ai nhá cả đá nó ná, ai nhá cả đá phân đất rồi chứ ba. Là bây quan sát camera, quan sát cho kỹ. Nhưng chúng ta cũng thấy là rõ ràng là đội chiến thắng là đội là Á Hậu 1. Xin và chúc mừng Superbo Satu tu quốc Á Hậu 1 cho nên là tu quốc cân đâm thuốc 1 bạc Superbo. Xin chúc mừng đội Phú Giao. Mày cái không? Đi có 8 người. Đang ăn. Mày muốn đến nè. Vâng, xin chúc mừng đội Ngã Tư Tà Liên. Số ba ba sa tu tu qua tư từ liên ban chi chẳng hạn là tu qua câu lạc bộ trà cuông ông đừng chồng bột sắt người ta mà đã cha tăng dương số ba ba sa tu tu qua bột sắt số ba ba sa tu tu qua bột sắt ban chi chẳng hạn là tu bằng thâm mà xin chúc mừng đội tam sóc tây mậu đã giành chiến thắng trước đội bưng thâm. Quan chúng ta đã kết thúc lượt đấu thứ nhất. Tiếp theo xin mời các đội chúng ta tiến về điểm xuất phát để thi đấu lượt thi đấu thứ hai. Chúng ta tiến về điểm xuất phát ạ. Từng nhịp, từng nhịp. Một đầu tiên số 3 sát tu. Số 3 sát tu tu. Ngọn trẻ bắt chí là mẹ là tu quốc tất mây. Số 3 sát tu tu ngọn trẻ. Mời Lâm Kiết Thạnh Trị mang biển số 4 nằm ở bên trái đường đua. Và Trung Thành 2 Thạnh Trị mang biển số 5 2. Số 3 sát tu tu Lâm Kiết bắt chí là mẹ là tu Trung Thành 2. Và trận tiếp theo là
xuống bao tu cân năm thước hả đây bắt cũng cắm là xuống bao bao tu sa tu tu phù dao ủa mấy phù dao đâu phù dao và á hậu một em xì đi giành thắng lợi trước kinh năm thước một và tiếp theo tiến về điểm đích Quang xin chúc mừng đội Bân Thâm đã giành thắng lợi số ba ba sa tu tu Bân Thâm vẹt lạc lên đập phòng bay ban chỉ chấm là tu qua lên vẹt lạc lên cà phê số ba ba tu lên đập phòng bay và lượt đấu cuối cùng đội Tam Sóc một và câu lạc bộ Trà Cuông màu vàng là câu lạc bộ Trà Cuông chúng ta quan sát cho kỹ camera vâng xin chúc mừng đội Tam Sóc D một đã giành thắng lợi trước đội câu lạc bộ Trà Cuông sơ ba ba sa tu tu tập quốc sóc ban chỉ cho men lơ tu câu lạc bộ Trà Cuông bây cao ruộng trăm phần đang tu qua lơ tìm bay bát nâng cả rồng chán nữa bát sông chơi ra chấm riêng bát đồng bay chấm gì đó sai vào bát chấm riêng cầm đò còn đồng cả thầy sai đồn ta đi bát sông chơi cả nhà hay chắc cái bò phô na đồng bay đó chẳng sẽ là sẽ là bát đồng bay là ngồi tất cả chát đó sai bát chấm riêng cầm đò đồng bò về thank you.
cầu cây kè mang biển số 1 đã tiến về đích sớm hơn và giành thắng lợi trước đội Long Kiếp 1 mang biển số 4. Xin chúc mừng số 33 Sato tu qua cầu cây kè ba chi giùm nè lờ tu Long Kiếp số 33 Sato. Và tiếp theo là đội Trung Thành 2 mang biển số 5 nằm ở bên trái đường đua. Số 5 qua số 3. Vâng, xin chúc mừng đội Trung Thành 2 mang biển số 5